Alo. Alo, tôi hỏi có phải là ông có vườn cam và vườn chanh thứ thời à? Đúng rồi anh ạ. À, thế nhưng mà ở đâu ấy nhỉ? Em ở Ba Vì, Ba Vì, thành phố Hà Nội anh ạ, huyện Ba Vì. Huyện Ba Vì, nhưng mà thế có gần khu Đá Trông không? Có gần gần đấy, anh đi đến khu Đá Trông, anh đến cái khu trung tâm Đồng Cỏ Ba Vì. Thế hôm tôi cách đây một tuần là tôi đi đồng cỏ Ba Vì mà tôi thấy cái chỗ đấy người ta nhiều cây chỗ chỗ bán cây giống đấy Vâng đúng rồi, thế đây gần gần đấy đúng rồi, đến đấy là đến rồi. à, thế là ví Và dụ như chỗ mà người ta phát triển nhiều con đà điểu ấy, cái nhiều cái biển đà điểu ấy. à đây Vâng. nếu mà thì hôm nào mà tôi có dịp đi qua đấy thì tôi lên đấy tôi điện cho ông rồi xong rồi tôi vào tôi mua ít chanh nhá. Vâng, bác nào bác qua, bác nhà bác có nhiều đất không? Nhà tôi thì có một mẫu nhưng mà có nghĩa là tôi làm ao mất 7 sào rồi còn xung quanh thì tôi làm bờ hết mà. À thế tốt quá, trồng chanh trên bờ tốt quá. Thế nhưng mà tôi đang tính ngày nào phải có dịp đi mới đi được chứ phải đi ô tô Vâng, lên đấy chứ vâng. Nào đi ô bác tô lên. đi thì bác alo. Vâng vâng nha. Ok bác, Nào tôi vâng. đi ra nhưng mà tranh cái đi có tốt lắm không? Vì đất ví dụ như đất tôi là Hải Phòng mà. Hải Phòng cái chanh chanh này ở ngoài miền Bắc mình đây thì anh cứ trồng nó ăn nổi, anh chỉ ủ được phân chuồng ở gốc là tuyệt vời, không không quan trọng về cái chất đất lắm. À, đấy, à, tôi Vâng. đang tính là sợ là nó thuộc về chất đất thôi nhưng mà Vâng, nó không như những cái cây mà nó đòi hỏi cái gì quá. Cái này là anh cứ vun vén đắp gốc, ủ phân chuồng, phân gà, phân các loại phân chuồng được là ok, nó lên được. Chứ nó không thế quan ví trọng dụ như bây giờ cái này đất vùng nọ vùng kia đâu. thế bây giờ như tôi ví dụ như bây giờ muốn lên đấy thì phải đi lên Hà Nội xong là bắt xe đi Ba Vì à? Vâng, anh đi nếu mà xem định vị bản đồ thì anh nhìn được cái tổng quan thì anh cứ gõ vào cái đơn vị là trung tâm nghiên cứu đà điểu Thị Phương. Đấy À, thì trung tâm là nghiên cứu. nó sẽ định vị cho anh cái đường đi hợp lý nhất. Còn nếu mà anh đi xe buýt thì anh cứ hình dung là nếu mà đi Hải Phòng mà về trên trên Ba Vì thì chắc là phải đến phải đi, đi đi về Hà Nội trước. Đi về Hà Nội thì anh nếu mà anh bắt xe buýt thì anh cứ bắt xe 74 là về đến gần nhà em rồi. À, để bắt xe biển 74 á. Vâng, xe buýt 74 nó về đến bến xe Xuân Khanh là gần đấy rồi. À, đây Vâng. là hình nhá. Nào có dịp lên Anh mua trước khi mấy đi anh cứ định hình nha, anh điện trước cho em thì nó có cái hôm nay có một bác ấy, ở Thái Nguyên bác đánh ô tô đi nhưng mà bác đi mua bác mua được 50 cành chanh mà bác đi coi là đi 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 mua đường mất khoảng 40-50 cây. thế Bác chả đúng hỏi trước rồi cái cùng thì ngại quá phải phóng ra tận ngoài thị xã đón bác ấy, đi mình đi mất ba bốn mươi thế cây. thì đây này tôi muốn mua lấy cái độ 100 cây đi nhưng mà Vâng, này bác cứ thì lên vườn bác lần đầu lên thì bác chỉ lấy khoảng vài chục cành, 100 cành đổ lại thì bác trồng chỉ năm một năm hai là ngoài một năm là nhìn thấy kết quả ngay mà. à này Vâng. và tôi đang Hôm nay đang mong muốn cắt đấy nhưng cho mà cái bác kia là những cái cành nó bằng ngón tay giữa, ngón tay út hoặc là ngón như kiểu ngón tay cành nó to mà nó như ngón tay út ấy là cắt cho bác ấy, bác ấy thích quá, vừa vừa sáng nay cắt cho bác xong. à, thì, ví dụ như bây giờ thì cứ độ vài gọi là tháng hơn tháng nữa ví dụ như là nếu mà tôi có điều kiện lên ấy thì liệu có mua được ngay không? Tháng hơn tháng nữa, Ừ. tháng nữa khả năng nó vẫn còn nhưng mà nếu mà bác mà bố trí được thì là cái thời điểm này là đẹp nhất, thời điểm này là thời điểm dễ đang đẹp mà nó lại đang vào cái mùa trồng cây. Vâng, còn nếu mà bác nên được bác tham quan được là cái điều tốt nhất, còn nếu như mà bây giờ cái vườn thì đấy bác hôm nay bác vào cái video bác cứ gõ cái đấy là bác nhìn hôm nay cũng quay luôn cái bác Đúng rồi, hôm Thái nay tôi Nguyên. nhìn, hôm nay tôi xem rồi, nay thế rồi tôi mới lấy Đấy được số điện thoại đấy thì thực chứ. tế là vườn thì trên này nó rộng lắm, là mình em có hai vườn thì anh em đều bảo nhau làm, thì ở đây thì nó không biết ở dưới đấy có ai làm chưa nhưng bác làm trước là bác làm được, không phải no Ừ, đâu. ở dưới này thì chắc là chưa ai làm. Vâng, mình Thì làm xong thì mình một vài năm nó có gốc thì mình lại gây dần gây giống dần ra.
Đúng là không, nhưng mà cũng biết là giờ chứ mà Còn lại nếu mà mình nghỉ bác thực gây thì sự cứ mà bác quá bận thì anh em mà nhiệt huyết làm kinh tế thì thôi, thì ta cứ gửi xe cho bác, gửi gửi hàng, gửi gửi tiền, chuyển tiền. Thì bây giờ nhà xe họ cứ đóng thùng vào là họ chuyển hàng tốt lắm. Như ở Hải Phòng thì vừa qua vừa gửi một đơn hàng đi Hải Phòng xong, à thế, thế nhưng mà vừa gửi Hải Phòng xong thế bao bao giá bao nhiêu tiền một cây? bác lấy bao nhiêu cây? Cứ tạm thời là trên giá bao nhiêu đấy thì mình còn ước tính đấy nhỉ. Vâng. Như hôm nay thì bây giờ thì nếu mà bác lấy tầm 100 cây thì phải trên 100 cây thì áp cho bác cái giá 70.000 một cây. 100 cây đổ đi, còn dưới 100 cây thì 80.000 một cây. Để biết thế để mình còn phải lựa, thứ nhất là lựa chỗ Rồi đất mình đồng nhá, định. với hai nữa là còn phải lựa tiền nhá nhỉ. Và không, bác lấy thử 50 cây thì nếu mà bác lên được cái tốt, không thì đấy, nhìn đúng anh em danh dự với nhau, cắt đúng như cái anh Thái Nguyên hôm nay lấy chuyển hàng cho bác, đóng thùng đảm bảo cho bác. Nha, nếu mà để mai tôi lựa, nếu mà không ấy thì tôi lấy 5 cây, 50 cây thì rồi tôi điện rồi ông gửi về cho tôi gửi tiền lên nhá. Ok, bác chuyển Ừ, khoản được mà. nếu Thì không cái cứ tiến đóng, tiến nếu mà ấy thì cứ đóng gửi hàng cho bác trước, xong thì bác chuyển tiền sau. Đây chỗ anh em mình dân Bắc với à nhau làm không, ăn cái đấy chuyển thì tiền thì chẳng bây vấn giờ đề. cái đấy không 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 lo, cái Vâng. đấy thì Vâng. một vài Bác trăm nói nghìn thì này, cái biết đấy là không. bác cứng tuổi rồi nên là cũng yên tâm, không vấn đề gì đâu. Còn cái đấy không lo. Nếu mà nghe hợp lý thì vài nữa tôi điện cho ông nhá. Đấy, bác cứ xem xét thế nào. Nếu mà bác bận quá thì gửi xe cho bác cũng được, không vấn đề đâu. Nha. Hôm nay là gửi cho cái anh này, là anh ấy ở An Biên Lê Chân, thành phố Hải Phòng. An Tôi ở Biên trong đây, trong theo địa trong chỉ anh ấy gọi đây là anh Lê Văn Thưởng, An Biên Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nhà xe bây giờ họ làm việc tốt lắm, họ lấy có Tôi mấy chục nghìn tiền ở Hải cước Phòng mà. là tôi đã thấy bình chưa. À đấy, không biết nhưng mà vâng. Thì Ừ, bác cứ thế cho tôi gọi nha, cái số nếu điện thoại, địa có chỉ. gì liên hệ sau nhá. Vâng, thì có gì thì nhà Nha. xe họ giao tận nơi mà. Vâng vâng nha. Vâng, ok bác. Vâng. Alo. Vâng, anh ạ. Anh em anh có nhà không anh? Đó. Vâng, em đang đến gì ạ? Đây là Thạch Thất rồi. Cứ Đây, đi chắc là đi một. đi đi, nay lấy 100 cành Alo. à? Vâng, em lấy 100. Rồi Vâng. rồi rồi Vâng. rồi, cứ lên đi nhá. Vâng. Ra nước ngoài. Đấy. Thì cái này thì cái việc trồng như thế này thì các bạn lưu ý, nhưng mà nếu như các bạn có nhiều đất thì các bạn trồng mỗi một cây cách nhau từ 2,5 m đến 3 m, và hàng cách hàng là trước mắt thì hàng cách hàng khoảng 2,5 m. Còn nếu mà các bạn ít đất thì các bạn trồng hẹp hơn. Đấy. Cái bệnh của cái cây này thì chủ yếu là các bạn phòng được những cái bệnh dậy dậy hoặc là nấm rễ hoặc là sâu đục thân. Thì các bạn có thể là định hình là như vậy. Thì trên đây là cái video mình muốn chia sẻ với toàn thể bà con nông dân. Ai có nhu cầu mua giống hoặc là đơn vị nào muốn mua quả thì các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại hoặc liên hệ. Địa chỉ của bên chúng tôi là tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn có thể đi theo cái từ đại lộ Thăng Long đi đến khu làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, và các bạn tìm hiểu đến xã Vân Hòa. Nơi đây thì xã Vân Hòa thì trực thuộc là một xã mà chứa đựng một cái đơn vị du lịch, đó là khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên. Các bạn xem trên bản đồ có thể định hình ra cái đường đi đến cái chỗ gần cái lối rẽ vào để đi vào khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên, thì các bạn có thể liên hệ cho bên mình. Đấy, vườn chanh cả bên kia nữa, bên cái téc nước kia vẫn là vườn chanh nha các bạn nhé, xa xa téc nước vẫn là vườn chanh. Vừa rồi mình cũng có đăng một vài bài thì cũng
có một bác gọi điện và cũng chia sẻ một cái chủ đề rất hay, cũng là bác ấy trồng chanh ở trên bồn bồn ở trên an trước khuôn viên ở sân. Thì mục đích là bác ấy vừa là hái lá chanh để ăn thịt gà, vừa là vặt quả để làm nước chấm, hai nữa là có cái hương vị rất là thơm thoang thoảng tại khuôn viên bộ bàn ghế đá ở sân. Và bác ấy cũng tạo cái cây chanh có một cái tư thế rất là đẹp, nó vừa thể hiện cái tính chất nghệ thuật cây cảnh bonsai. Thì cũng đây là cũng một cái hướng mở để cho các bạn trẻ phát triển. Nếu như các bạn thấy hợp lý hãy đăng ký và gọi điện để được biết chi tiết thêm. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.